Do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh diệt, do sanh diệt nên già sầu bi khổ ưu não diệt. Như vậy là đoạn diệt của khổ uẩn này. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: hai sự thật á, thực sự, hai thật sự khi các pháp có mặt hiện khởi lên đối với vị Bà La Môn nhiệt tâm hành thiền định khi ấy, với vị ấy các nghi hoặc tiêu trừ, vì đã biết hoàn toàn sự tiêu diệt các duyên. Dạ, cảm ơn Huynh Bất Thân, Thanh An. Dạ, tự nhiên đã đọc bài xong. Dạ, kính mời Nhật Quỳnh. Dạ, sa thủ, kính cảm ơn cô tu nữ Tại Duyên. Nam Mô Bụt Tha Giá, con thành kính lãnh lễ Thượng Tọa Pháp Tân cùng chư Trung Đức vừa quan năm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Tại Duyên. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu sư giáo đạo tràng. Dạ, cảm ơn sức trang đông, viên tịnh và sức hoan nguyệt cho Nhật Quỳnh. Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, sa thủ lãnh thai. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Tại Duyên, cảm ơn Hít Thi Na, Hít Nguyên Tịnh, Đàn Đông đã hoan hỷ lên ông bài. Dạ, bây giờ thì đã đến giờ học bài mới. Trước khi đạo tràng chúng ta được Thượng Tọa Pháp Tân giảng dạy bài học ngày hôm nay, Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cùng với Nhật Quỳnh cung tịnh Pháp Sư. Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Nam mô ta sa pha ga va to a ra ha to sam ma sam bo ta ha sa. Nam mô ta sa pha ga va to a ra ha to sam ma sam bo ta ha sa. Nam mô ta sa pha ga va to a ra ha to sam ma sam bo ta ha sa. Phạm Thiên Vận ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng nhị hơi. Biết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, con thầy trinh dự pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chân thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ăn phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi. Chúng sanh ngồi gặp chúng y, tôi mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam Mô Bụt Tha Giá. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng con quên cảm ơn Huynh Bát Thanh ạ. Dạ, con quên đọc bài học, nhà con xin sám hối với sư ạ. Dạ, trước khi con thỉnh sư, con xin được đọc bài học ngày hôm nay ạ. Kinh Tiểu Bộ Itibuddhaka, Kinh Phật Tự Thuyết, chương 1, Phẩm Bồ Đề, bài 1, La Mã. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Uruguela, trên bờ sông Nê Ramchara, dưới gốc cây Bồ Đề, khi mới chứng chánh đẳng giác. Lúc bấy giờ Thế Tôn trong 7 ngày ngồi trong một thế ngồi kiết già, thọ hưởng lạc giải thoát. Rồi Thế Tôn sau 7 ngày ấy ra khỏi định ấy, trong đêm canh thứ nhất, theo thuận triều tác ý Lý Duyên Khởi, do cái này có mặt, cái kia hiện hữu, do cái này sanh, cái kia sanh, tức là duyên vô minh. Có các hành, duyên các hành, có thức, duyên thức,
có sanh danh sắc, duyên danh sắc có sáu xứ, duyên sáu xứ có xúc, duyên xúc có thọ, duyên thọ có ái, duyên ái có thủ, duyên thủ có hữu, duyên hữu có sanh, duyên sanh có già chết, sầu bi khổ u não. Như vậy là sự tập khởi của khổ ứng này. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: một, thật sự khi các pháp có mặt hiện khởi lên đối vị Bà La Môn, nhiệt tâm hành thiền định, khi ấy với vị ấy các nghi hoặc tiêu trừ, vì quản tri hoàn toàn pháp cùng với các nhân. Hai La Mã: như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở tại Uruvela, trên bờ sông Neranchara, dưới gốc cây Bồ Đề, khi mới chứng chánh đẳng giác. Lúc bấy giờ Thế Tôn trong 7 ngày ngồi trong một thế ngồi kiết già, thọ hưởng lạc giải thoát. Rồi Thế Tôn sau 7 ngày ấy ra khỏi định ấy, trong đêm canh giữa, khéo nghịch chiều tác ý lý duyên khởi, do cái này không có mặt, cái kia không hiện hữu, do cái này diệt, cái kia diệt. Tức là vô minh, do vô minh diệt nên hành diệt, do hành diệt nên thức diệt, do thức diệt nên danh sắc diệt, do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt, do sáu xứ diệt nên xúc diệt, do xúc diệt nên thọ diệt, do thọ diệt nên ái diệt, do ái diệt nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh diệt, do sanh diệt nên già chết, sầu bi khổ u não diệt. Như vậy là đoạn diệt của khổ uẩn này. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: thật sự khi các pháp có mặt hiện hữu lên, dạ con xin đọc lại, thật sự khi các pháp có mặt hiện khởi lên đối với vị Bà La Môn, nhiệt tâm hành thiền định, khi ấy với vị ấy các nghi hoặc tiêu trừ, vì đã biết hoàn toàn sự tiêu diệt các duyên. Dạ, bản kinh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong rung hành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Dạ, Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, trợ sư cho con một tín hiệu, con kính dân bích đến sư ạ. À, Nam Mô Bích Tha. Dạ. Dạ, Nam Mô. Nam Mô Bích Tha. Dạ, Nam Mô Tham Ma. Dạ, Nam Mô Sang Khai. Dạ. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ chư tôn đức trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Như thường lệ là hôm nay chúng ta tiếp tục học giáo lý duyên khởi, tức là thập nhị nhân duyên. Hôm nay đó thì chúng ta học qua cái chi xúc duyên cho thọ. Trước khi giảng bài học hôm nay đó thì chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo đảnh lễ tấn tắc. Arahang Samma Sambuddho Buddhang Phakavantang Aphivadimi. Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác, đấng thiên nhân sư bì trí vẹn toàn. Sakato Phagavata Thammo Thammang Namasami. Nhất tâm đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc, thiết thực hiện tiền, vượt thời gian đến để chứng ngộ. Subhatibano Phagavato Savakasangho Sankang Namasami. Nhất tâm đảnh lễ chư hiền thánh tăng, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phạm, là mô phạm của quần sinh, là phước điện của chư thiên và nhân loại. Do ân đức lễ bái Tam Bảo một cách tóm tắt, nguyện cầu mong Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam Mô Bụt Tha Gia. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, như chúng ta biết rằng buổi học trước đó
thì chúng ta học lục nhập duyên cho xúc. Bây giờ hôm nay thì chúng ta học xúc là duyên cho thọ. Hả, có lục nhập thì là sẽ là duyên cho xúc, do sáu căn tiếp xúc với sáu trần. Thì bây giờ xúc sanh khởi, xúc ở đây là gì? Trong cái danh từ Bali gọi là phát sát, phát sát mà thường thường chư tăng thường tụng, thường là ở trong lễ, thường thường là những cái lễ cầu siêu đó, thì chư tăng thường tụng là thập nhị nhân duyên. Thì trong đó có cái gọi là phát sát bát chay gia quê đa na tanha pachaya vân vân. Thì ở đây đó là xúc là sự gì? Sự đụng chạm giữa căn và cảnh, hay nói cách khác tức là xúc là sự giao thoa giữa căn và cảnh. Căn tức là chúng ta có lục căn, tức là sáu căn, sáu căn tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của chúng ta, sáu căn, thì sẽ tiếp xúc với sáu trần cảnh. Sáu trần cảnh đó là sự đụng chạm giữa căn và cảnh. Sáu trần cảnh ở đây đó là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh cảnh pháp. Như vậy thì mỗi căn tiếp xúc với một trần cảnh, hay nói là 12 xứ, tức là 6 nội xứ và 6 ngoại xứ đó. Thì ở đây khi nói xúc tức là sự đụng chạm giữa căn và cảnh, hay là sự giao thoa giữa căn và cảnh mà thôi. Bây giờ đó thì quý vị thấy rằng khi mà gọi là xúc á, thì chúng ta nhớ ở trong trong vi diệu pháp á, thì nó có cái sở hữu xúc, nó có sở hữu xúc. Và sở hữu xúc đó nằm ở trong bảy cái tâm sở biến hành, tức là tâm nào nó cũng có sanh khởi hết rồi, tâm nào nó cũng có phối hợp hết rồi. Bởi vì bảy tâm sở biến hành này nó sẽ có mặt ở 121 tâm. Như vậy thì cả tâm bất thiện, tâm vô, tối thiểu thì tâm vô nhân nó cũng có, những cái tâm vô nhân như nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, tân thức đó, thì nó cũng có những cái sở, có sở hữu xúc phối hợp. Cho nên ở đây đó là sở hữu xúc mà phối hợp ở trong 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 ngũ song thức, tức là cặp nhãn thức, cặp nhĩ thức, cặp tỷ thức, cặp thiệt thức, cặp thân thức đó. Thì sở hữu xúc đó đó, thì đó gọi là nó phối hợp ở trong ngũ song thức. Còn là sở hữu xúc mà nó hợp ở trong cái ý xúc á, thì nó nằm ở trong 22 tâm quả hiệp thế, trừ trừ ra ngũ song thức. 22 tâm quả hiệp thế thì ở đây chúng ta thấy tâm gì? Tâm quả hiệp thế. Ở đây có thể nói 8 tâm đại quả, rồi 9 tâm quả đáo đại là hết 17 tâm. Mười tâm, rồi thêm là thêm hai cái tâm tiếp theo và thẩm tấn nữa, thì ở đây đó chúng ta nói là nó là 22 tâm tất cả, 22 tâm tất cả. Thì khi mà nói xúc như vậy, tức là nói cho gọn, tức là ở trong 30, ở trong căn và cảnh tiếp thúc xúc với các cái trần cảnh. Khi như vậy thì xúc ở đây đó là sự giao thoa và sự đụng chạm giữa căn và cảnh lại với nhau thôi. Căn và cảnh đụng chạm với nhau. Như vậy thì bây giờ nè, trong cái mà mình nói gọi là nhãn xúc á, thì con mắt của chúng ta, con mắt của chúng ta nó chỉ là nhãn vật thôi, hay còn gọi là nhãn căn, nhãn căn. Cái tai cũng chúng ta cũng chỉ gọi là nhĩ vật, hay gọi là nhĩ căn. Mũi chúng ta cũng gọi là tỷ vật, hay là gọi là tỷ căn.
à, tỷ vật hay tỷ căn. Lưỡi chúng ta là gọi là tỷ vật hay là thiệt căn, à, thiệt vật hay là thiệt căn ở trong đó. Rồi thân của chúng ta đó thì gọi là thân căn, à, thân căn. Cái thân căn tức là ngoài cái những giác quan kia đó thì trong cơ thể chúng ta thì được gọi là thân căn. Thì bây giờ đó là khi mà căn tiếp xúc với trần cảnh, thí dụ bây giờ mắt của chúng ta thì chỉ có nhiệm vụ là thấy cảnh sắc thôi, thấy cảnh sắc. Còn mắt của chúng ta là chỉ thấy cảnh sắc, mà tâm mà nương gá vào trong con mắt của chúng ta, hay là tâm vào nương vào nhãn vật của chúng ta, hay là nhãn căn của chúng ta, thì bắt đầu là thấy được cái cảnh sắc đó, thấy được cảnh sắc. Cảnh sắc đó là người, hay là cảnh sắc đó là cây cối, hoa lá, nhà cửa, sông ngòi, ao rạch, núi non gì đó, chúng ta thấy. À, ban đầu cũng cho chúng ta chỉ là thấy thôi, à, thấy cái cảnh vật đó, thấy cái cảnh vật đó. Rồi sau đó đó thì quý vị thấy rằng cái thường đó là xúc thì sẽ là duyên cho thọ, à, duyên cho thọ. Cho nên xúc thì phải là duyên cho thọ thôi. Bây giờ chúng tôi xin nói là nói ở ngay trong cái phần xúc này. Khi nói đến xúc đó, là nhãn xúc, tức là con mắt của chúng ta mà nhìn thấy cái cảnh sắc. Cái tai của chúng ta đó là nghe cái âm thanh, nghe âm thanh. Rồi cái mũi của chúng ta đó là ngửi được mùi, ngửi được mùi. Rồi cái lưỡi của chúng ta thì nếm được hương vị, thân của chúng ta thì xúc chạm. Thì thường thường nói trong kinh nó là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Thì nói như vậy có nghĩa là lúc bấy giờ nó trở thành cái sự cảm thọ rồi. Mà thà cảm thọ ở đây đó là thọ hỷ hay là thọ lạc, thọ hỷ hay là thọ lạc, thọ hỷ thọ lạc. Bởi vì trong cái quá trình mà mắt của chúng ta cảnh sắc là mới thôi, cũng là căn tiếp xúc với trần cảnh, thì bây giờ đó là cảm thọ nó sanh khởi lên, cảm thọ sanh khởi. Cho nên khi mà nói xúc ở đây tức là sự giao thoa tiếp giáp giữa căn và cảnh, hay là sự đụng chạm giữa căn và thành cảnh. Thì lúc bấy giờ thì nó có thức mà, thức tức là tâm, thức tức là tâm. Nếu mà nương tựa vào trong con mắt của chúng ta đó thì gọi là nhãn thức. Tâm mà nương tựa vào trong mũi, lưỡi, mắt, tai của chúng ta thì gọi là tâm nhĩ thức. Tâm mà nương vào mũi của chúng ta gọi là tâm tỷ thức. Tâm mà nương vào lưỡi của chúng ta gọi là tâm thiệt thức. Tâm mà nương gá vào ở trong cái thân của chúng ta để biết được sự xúc chạm gọi là tâm thân thức. Nhưng mà nó còn một cái nữa là ý xúc. Ý xúc ở đây đó nó có hai trường hợp. Bây giờ chúng tôi sẽ nói trước cái con, nói đến năm cái ngoại cảnh, tức là năm cái xúc bên ngoài, tức là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm thôi. Bây giờ chúng tôi sẽ nói tới cái đó. Quý vị thấy rằng là khi mà mắt của chúng ta nhìn thấy cảnh sắc, hay là tai chúng ta nghe âm thanh, ban đầu cũng chỉ là như vậy thôi. Thì sau đó thì cái cảm thọ của chúng ta sanh khởi. Cái cảm thọ mà trong kinh thì các vị thấy đó là trong kinh thì Đức Phật Ngài chỉ nói đến ba cái loại cảm thọ. Ba cái loại cảm thọ, tức là thọ khổ, dukkha vedana, thọ lạc, sukha vedana, và thọ xả, upekkha vedana. Thì ở đây đó là hay là gọi là còn thọ, gọi là thọ phi khổ phi lạc, tức là thọ xả. Nhưng mà trong trong di diệu pháp á, trong di diệu tạng á, thì phân ra năm loại thọ. Mắt khi mà nói đến đến thân của chúng ta đó thì bao gồm cả thọ lạc và thọ khổ. Ví dụ như bây giờ nè, cái thân của chúng ta xúc chạm với vậy lại cái cảnh nào đó, cái vật gì đó hay là ai đó mà chúng ta cảm thấy thỏa thích, hay là đụng chạm vô một cái vật gì đó mà chúng ta thấy im ấm thích thú trong đó thì thọ lạc. Trong kinh gọi đó là thọ lạc, thọ lạc.
Nhưng mà chúng ta đụng chạm vào một cái vật gì, thí dụ như là nó thô ráp quá đi, nó cứng cáp quá, chúng ta thấy nó thô ráp quá, chúng ta không ưa thích, hay hoặc là chúng ta đụng chạm vào một cái vật gì đó mà nó nóng hoặc nó lạnh quá, nó nóng quá hoặc nó lạnh buốt, thì chúng ta cũng cảm thấy khó chịu. Thì lúc bấy giờ đó là cái thân của chúng ta đó là thọ khổ. Cho nên về thân á, thì khi mà cái gì nó thích thú đó là thọ lạc, nhưng mà cái gì nó không hài lòng, không ưa thích đó là thọ khổ của thân. Thí dụ như mình đụng vô vật gì nóng, mình đụng vô lửa nóng, nước sôi nóng, mình đụng vô cái vật gì nó nóng á, thì chúng ta cảm thấy khó chịu. Hay đụng vô cái vật gì mà nó thô ráp và nó cứng cáp và thì khó chịu. Nhưng mà ngược lại, đụng cái vật gì mà nó im, nó ấm áp, nó dễ chịu, thì chúng ta cảm thấy nó dễ chịu, thì đó là thân thọ lạc, thân thức thọ lạc, thân thức thọ lạc. Còn cái gì nó khó chịu đó là thân thức thọ thọ khổ. Bây giờ nếu mà nói tâm á, thì tâm cũng vậy. Nếu mà cái tâm của chúng ta mà thấy cái cảnh đó, hay là nghe cái cảnh đó, hoặc là ngửi cái cảnh đó, nếm cái cảnh đó, hoặc là xúc chạm cảnh đó đó, đang nói thân, đang nói đến các cái giác quan của chúng ta nè. Để khi chúng ta đụng chạm vào, chúng ta thấy cảm thấy nó đẹp. Trong kinh đó thì nó là khả ái, khả lạc, khả hỷ. Trong kinh thường nói là như vậy: khả ái, khả lạc, khả hỷ. Bởi vì chúng ta thấy cảm thấy thích thú, thích thú trong cái mắt của chúng ta. Ví dụ như mình biết rằng con mắt mình thì mình nhìn vô thì mình biết người đẹp hay là người xấu, mình phân biệt mà. Rồi là mình nhìn cái cảnh vật cũng vậy, mình cũng biết là cái bông hoa nó đẹp, rồi cái cảnh sắc xung quanh nó đẹp, tùy vào mỗi cái cảm nhận của một cái cảm nhận vẻ đẹp của mỗi người khác nhau. Nhưng mà ở đó đó, chúng ta thấy rằng hả, mà mình thấy mình thích thú đó, nó cũng là sự trói buộc, thích thú. Đó là khả ái, khả lạc, cảnh khả ái, khả lạc, khả hỷ là như vậy. Còn đối với người á, thì mình nói là người này đẹp, trong kinh gọi là nắm giữ tướng chung và tướng riêng. Tướng chung và tướng riêng. Tướng chung là như thế nào? Tướng chung là người nam và người nữ, người già hay người trẻ. Khi chúng ta nhìn là chúng ta phân biệt như vậy. Rồi tướng riêng ở đây đó là chúng ta nhìn vào một cái gọi là chế định. Cái kia nó cũng chế định. Nhìn tướng chung, tướng riêng nó cũng là chế định. Chứ chúng ta không nhìn qua cái gì đó là đất, nước, lửa, gió hay là ngũ quẩn, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn với một người nào. Chúng ta nhìn qua là đó là người nam hay là người nữ, hay người già hay là người trẻ. Rồi chúng ta nhìn qua cái tướng riêng á, là chúng ta phân biệt cái tướng riêng, tướng chung. Tướng riêng đó, đó là chúng ta cũng nhìn trong cái chế định. Chế định là cái giả lập của chúng ta thôi. Cái giả lập mà mình nhìn. Cái giả lập mà mình nhìn. Do cái nhìn của mình bằng giả lập. Giả lập là sao? Chúng theo cái thế gian thì chế định đẹp cái này, đẹp đôi mắt dọc, đôi mắt mù câu, rồi cái sống mũi dọc giữa mày tầm mắt phụng gì đó, vân vân. Thì cái đó đều là chế định luôn. Đều là chế định, tức là theo cái giả lập mà mình định đặt, mình cho cái đó là đẹp. Chứ chúng ta không nhìn để đây là sắc quẩn nè, đây là thọ quẩn, đây là tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Cho nên á, khi mà sáu căn tiếp xúc với sáu trần cảnh, sáu căn, bây giờ chúng tôi đang nói đến năm căn đầu, tức là mắt thấy cảnh sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi mũi ngửi mùi, lưỡi nếm hương vị thức ăn thức uống gì đó, rồi thân xúc chạm. Cho nên là nói là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Xúc lạc là vậy. Cho nên là khi lúc đó đó, khi mà xúc là căn cảnh gặp lại, thì do chúng ta không có tu tập, rồi cái phiền não nó tham sân si, tức là phiền não của chúng ta tham ái vô minh đó, vẫn là đầy đủ ở trong mỗi con người phàm phu của chúng ta. Cho nên khi lúc đó đó, chúng ta có một cái cảm thọ sanh khởi lên. Ở đây là khi mà căn cảnh tiếp xúc với nhau thì cảm thọ nó sẽ sanh khởi lên. Mà trong kinh thì nó là ba loại thọ,
thọ khổ. Thọ khổ tức là chỉ cho thân và tâm, thân và tâm luôn. Nhưng mà vì diệu pháp nói là thân thì thọ khổ nhưng mà tâm là thọ ưu. Nó là vậy, phân biệt ra rõ cái đó. Thân là thọ khổ. Thí dụ mình xúc chạm một cái gì nó thô ráp, nó cứng cỏi hay nó nóng nảy hay nó lạnh buốt thì mình khó chịu. Nhưng mà cái tâm của mình thì mình buồn thì thọ ưu mà. Cái tâm của mình buồn, mình buồn lắm, mình không hài lòng hay là mình không ưa cái cảnh đó, thì đó là tâm thọ ưu. Còn cái tâm mà nó vui với cảnh thì đó là tâm thọ hỷ. Nhưng mà cái thân mà xúc chạm với cái cảnh nào đó, cái cảnh xúc nào đó, thuộc về vật gì hay là người nào đó, thì chúng ta cảm thấy thỏa thích trong đó, thì đó là thân thọ lạc. Thân thọ lạc, thân thọ lạc. Thì cả những cái điều đó, nó sinh ra cái cảm thọ, nó sinh ra cảm thọ. Vì vậy cho nên trong kinh thì nói là ba thọ, thọ khổ, thọ lạc, hay là thọ phi khổ phi lạc, tức là thọ xả. Nhưng mà trong Di Diệu Pháp thì phân ra năm thọ, tức là thọ khổ, thọ lạc, thọ ưu, thọ hỷ và thọ xả. Thì cái thọ hỷ là chúng ta thích thú rồi, thích thú với trần cảnh này, thích thú với trần cảnh. Rồi cái thọ lạc á, thì quý vị thấy rằng, xin lỗi, cái thọ xả đó, thì khi chúng ta tiếp nhận với cái cảnh đó, tiếp nhận với cảnh đó, nhưng mà cái cảnh đó nó trở thành một cái bình thường của mình, cái bình thường. Thí dụ như bây giờ nè, quý vị đã từng thấy cái cảnh đó rồi, một bông hoa gì đó, thì trước đây thì lần đầu tiên hoặc vài lần trước đó, quý vị nhìn vô thì quý vị nói nó đẹp, nó đẹp ở góc cạnh này, khía cạnh kia, ví dụ vậy, hay cái vật này nó như vậy như vậy, chúng ta nhận định, chúng ta cảm thấy nó thích thú. Nhưng mà vài lần sau rồi, qua vài lần sau chúng ta nhìn lại thì cảm thấy nó là bình thường, cảm thấy bình thường. Thì ở trong kinh đó là cái thọ khổ, thọ lạc, hay là thọ hỷ, thọ ưu, hay là thọ xả, nó cũng đều là phải là duyên cho ảnh. Như vậy thì ở đây đó, khi nói đến cái xúc, tức là xúc của năm trần cảnh đó, tức là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, thì cái đó nó thuộc về năm trần cảnh ở bên ngoài, tức là cảnh ngũ. Nhưng mà cái ý xúc ở đây đó, nó cho rõ, cái ý xúc tức là ở đây đó là tâm chúng ta cảm nhận, chứ không phải là do mắt thấy, không phải là do tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm nữa, mà bây giờ đó là do tâm của mình có cái cảm nhận. Thì cái cảm nhận này là ý xúc, ý xúc. Mà ý xúc này đó là nó có hai trường hợp. Ý xúc tức là tâm của chúng ta cảm nhận đối với lại cái điều đó, nó có hai trường hợp. Một là nó mang cái tính gọi là chủ quan, chủ quan. Chủ quan tức là cái mà ở chính trong bản thân của mình. Chủ quan tức là cái gì mà mình cảm nhận ở trong cái cảnh đó. Cái cảnh đó nó thuộc về cảnh pháp, nó thuộc về cảnh pháp. Thí dụ bây giờ nè, quý vị thấy rằng là tâm chủ quan ở đây đó là cái tâm mình nó có cái sự cảm nhận đối với cảnh đó. Ví dụ như là bây giờ nè, thường thường đó, là lúc bình nhật của chúng ta, cái tâm đó nó hoạt động. Rồi cái cảnh nghiệp nó hiện ra ở trong cái cảnh nghiệp của chúng ta. Nghiệp cảnh, cảnh tức là sao? Nghiệp cảnh tức là những cái gì mà nó liên quan với cái việc làm hàng ngày của mình. Cái tâm mình có cái cảm nhận đó. Cảm nhận đó là cái việc làm hàng ngày. Thí dụ như mình, một cái người không tu á, một cái người không có tu ở ngoài đời đó, thì họ sẽ là sát sanh, trộm cắp, họ làm. Quý vị còn nghe được không ạ? Xin cho hỏi là quý vị còn nghe được không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Thứ nhất á, là nói đến nghiệp cảnh, tức là những cái gì mà nó liên quan với cái tâm của mình suy nghĩ, mà nó là những cái liên quan ở trong đời sống của mình. Một cái người mà không có tu đó, thì họ
làm những cái việc gì đó nó trở thành cái thói quen của họ, cái thói quen của họ. Thí dụ như cái người chài lưới đó, thì họ sẽ mắt của họ rồi việc làm của họ chứng kiến với lại là lưới rồi chài rồi cần câu hay là làm cái gì đó, họ những cái điều đó họ chứng kiến với những cái việc làm đó, và họ thường xuyên tiếp xúc với những cảnh đó, tiếp xúc với những cảnh đó. Rồi hoặc là một người đó là thường hay làm một cái điều gì đó nó không tốt, thí dụ như sát sanh trộm cắp gì đó họ làm không tốt, thì cái người đó là do họ không có sửa mình, họ không có tu tập, cho nên là họ làm những cái việc đó nó trở thành cái việc làm thường xuyên của họ, thường xuyên của họ. Và nhiều khi đó là quý vị biết là lúc mà mình mệnh chung á, thì những cái điều đó nó sẽ dắt dẫn, hay nó sẽ điều khiển mình, nó sẽ chi phối trong cái đời sống của hàng ngày của mình. Còn ngược lại, nó có một người tu, thí dụ như một người tu á, thì mình cũng thường xuyên chứng kiến tam bảo, phải không? Mắt mình thấy, tai mình nghe, mình chứng kiến hình ảnh của Phật, rồi mình chứng kiến cái hình ảnh của chư tăng, rồi chúng ta thấy cái cảnh chúng ta bố thí cúng dường, thấy cảnh chúng ta ngồi thiền, hoặc là thấy cái nhớ cái cảnh đó, những cái cảnh mà việc làm của mình mà mình quen làm cái việc thiện, nó trở thành cái nghiệp quen ở trong đời sống hàng ngày của mình, nó trở thành một cái dấu ấn sâu sắc ở trong tâm của mình, thì đó nó chính là cái nghiệp cảnh mà nó liên quan trong cái suy nghĩ của mình trong đời sống hàng ngày. Bây giờ nói đến cái nghiệp tướng ở đây tức là những cái gì mà nó liên quan với lại cái liên quan đến những cái đời sống hàng ngày của mình. Khi nãy là cái gì mà chúng ta quen làm nó trở thành cái năng lực cho chúng ta, chúng ta làm ác làm bất thiện hay làm bất thiện gì đó, làm ác làm thiện gì đó, thì nó trở thành cái năng lực của chúng ta. Còn bây giờ đó là tướng, tức là những cái vật dụng liên quan đến đời sống hàng ngày của mình. Thí dụ như mình thấy cái chiếc y, mình thường là chứng kiến hình ảnh của chư tăng, hoặc là mình thường xuyên dân y, hoặc là mình thấy mình cúng dường thực phẩm, hay là mình bố thí cái gì đó, hoặc là mình thấy mình ngồi thiền, hoặc là mình thấy mình tụng kinh lại Phật gì đó, niệm Phật gì đó, thì mình thấy đó là những cái cảnh thiện thôi, cảnh thiện thôi. Thì do cái năng lực của phước mà, năng lực của điều thiện mà mình làm á, thì nó sẽ trở thành một cái biểu hiện ở trong cái đời sống của mình. Đặc biệt là trong giờ phút lâm chung, cái tâm của mình nếu mà mình không có tu tập thì mình dễ bị tán loạn lắm, dễ bị tán loạn lắm. Thay vì mình nhớ cái cảnh tốt mà mình không nhớ, mình lại nhớ cái cảnh nó xấu, nhớ ông này bà kia ghét mình, nhớ ông này bà kia thù oán với mình, hay là nhớ người này nhớ người kia thương thích. Cho nên là nói một cái là người ta nói là sống sao mà đến khi mà mình chết là mình đừng có thương ai quá, mà cũng đừng nên ghét ai quá. Ghét và thương nó cũng không phải là cái tốt. Cho nên là giữ cái tâm bình thản. Thì cái nghiệp tướng mà nó liên quan đến với đời sống, tức là những cái vật dụng mà chúng ta thường tiếp xúc với nó. Thí dụ như là thấy cái thầy giáo thì thấy cái tấm bảng, cái cục phấn đó, rồi là một thầy tu thì nhớ một chiếc y, rồi thấy chiếc y rồi hoan hỷ. Chứ còn thấy chiếc y mà nhớ dính mắt ở trong nó cũng là bị vướng mắc rồi. Chúng ta nhớ cái câu chuyện ở trong kinh có nói đến cái câu chuyện của một vị theo đó, khi mà chết rồi cái nuối tiếc nhớ cái chiếc y của mình, rồi sanh làm con riệp á, sanh làm con riệp ở trong cái chiếc y đó. Chưa có tới 7 ngày nữa là chưa gì tỳ kheo á, là vị tỳ kheo đó mất, thì chia cái y đó ra, chia ra thì con rệp đó nó mới nói là cái chiếc y này là của tôi. Thì vì Đức Phật ngài biết được cái chuyện đó, cho nên là ngài
cấm chư tỳ kheo đó là một vị tỳ kheo khi mà có qua đời đó thì sau 7 ngày chia vật dụng của cái vị tỳ kheo đó, bởi vì vị tỳ kheo khi mất là cái vật dụng đó là của tăng, nhưng mà để 7 ngày cho nên là chúng ta nói là sau 7 ngày đó là nếu như một người mà do cận tử nghiệp á, cận tử nghiệp tức là cái nghiệp mà nó hiện ra trong cái đời sống cuối cùng của giờ cuối cùng của mình, mình sẽ bắt cái cảnh đó. Mặc dù là mình làm thiện nhưng mà lỡ mình bắt cái cảnh xấu, như chẳng hạn như vị tỳ kheo đó có tu tập nhưng mà lỡ mà dính mắc ở trong cái chiếc y thì cũng sanh làm con rịp, sanh làm con rịp. Nói như vậy thì nó cũng có những cái duyên để trợ cho cái vị tỳ kheo đó bị cái mắc dướng mắc vô đó. Thế hoặc là có một bà cụ trong kinh có nhắc đến cái bà cụ, trong kinh Pháp Cú có nhắc đến cái bà cụ đó. Quý vị thấy cái bà cụ đó đó là bà thương con mà lắm, con bà đi xuất gia bà thương, bà cũng bà cụ là cố gắng rồi dệt thành cái chiếc y rồi nhuộm rồi cắt rồi mai rồi nhuộm rồi thành một cái chiếc y, coi như là bà rất trân trọng cái chiếc y đó. Rồi bà đem bà cho con bà, thì con bà mặc á, bà quốc rất rất là quan hỷ. Giờ phút cuối cùng bình thường thì bà không có một cái gì, cái nghiệp việc thiện gì hết á, nhưng mà cũng may đâu đó là bà khi mà giờ phút lâm chung bà thấy lửa, bà thấy lửa ập tới, tức là thấy lửa cái cảnh tướng, cái nghiệp tướng đó, nó hiện đó. Và thường thường đó, một người mà bị nghiệp tướng đó, cái nghiệp mà giờ phút cuối cùng mà thấy lửa đó, là cái người đó họ sẽ trở sanh vào trong địa ngục, chứ không phải là thường. Cho nên bà thấy cái chiếc y, bà thấy lửa như vậy, thấy màu đỏ nó hiện lên, lúc đó bà không nghĩ rằng cái đó là lửa, mà bà nghĩ đó là cái màu của chiếc y của con bà. Cho nên là bà sanh tâm quan hỷ, bà sanh ở cảnh giới lành. Thì ở đây nói là trong một cái trường hợp nó hiếm có, ít có trường hợp đó. Trong khi cái đời sống hàng ngày á, là mình quân tu thật là nhiều đó, mà nhiều khi đó còn không có thể an tịnh được cái nội tâm mình giờ phút lâm chung nữa. Còn bà cụ này cũng có cái duyên lành sao đó. Bà cụ này thấy lửa, thay vì thấy lửa thì sanh địa ngục, nhưng mà thấy lửa rồi lại là sanh ở quan hỷ, nhớ cái chiếc y của con mình, cho nên là quan hỷ sanh về cảnh giới lành. Đây là một trường hợp mà mình thấy nó hiếm có. Thì khi nói đến cảnh tướng, nghiệp tướng đó, tức là những cái gì mà nó liên quan với đời sống của mình, mình làm cái gì, cái dụng cụ gì đó thì mình sẽ thấy đó. Và cái cuối cùng nữa đó là cái thú tướng. Cái thú tướng ở đây đó, cái thú ở đây chúng ta hiểu là phải là con thú, con vật, mà thú là cái nơi mà mình sẽ tái sanh, cái nơi mà mình sẽ tái sanh. Cho nên là ví dụ như chúng ta nghe ở trong kinh Pháp Cú nhắc đến cái thiện nam thâm mấy cá, nếu quý vị học Pháp Cú hoài là cũng có biết cái câu chuyện đó rồi. Thì thâm mấy cá là một cái người trong đời sống hàng ngày thường tạo công đức thiện sự, bố thí, có cúng dường trì giới, rồi phục vụ đủ những cái việc thiện hết. Giờ phút lâm chung thì ông thấy 6 cái chiếc xe ở 6 cõi trời đó tới rước ông. Rồi cuối cùng thì một chiếc xe ở cõi trời đến rước ông. Thì ở đây chúng tôi muốn nói tức là cái cảnh mà cái nơi mà cái vị đó sẽ tái sanh. Ông thấy 6 xe cõi trời để rước ông á, thì có nghĩa là ông sẽ tái sanh ở cái cõi trời đó. Đó là nói theo cái ý nguyện của mình. Cũng như là nói cái vòng qua mà thải dính ở đâu, chiếc xe nào thì chiếc xe, ông sẽ đi theo chiếc xe đó để đi. Ý nó là cái tâm hướng đến điều đó, tâm hướng đến cái cảnh giới đó. Thì cho nên là tái sanh về cảnh giới đó. Thì cái thú tướng là cái nơi mà mình sẽ tái sanh. Ví dụ như mình có nghe trong dân gian nó là thấy ông bà tới rước, người sắp chết đó, thấy ông bà tới vui mừng gần gũi rồi tới rước mình, thì coi chừng cái người đó họ có thể tái sanh lại làm người, tái sanh lại làm người. Nhưng mà mình thấy cái cảnh gì mà nó khủng khiếp quá, nó khủng khiếp quá, thì coi chừng sanh vào bàn sanh địa ngục gì đó cũng không biết được, hoặc là có thể sanh về cảnh giới chư thiên chẳng không chừng. Thì ở đây đó
là nói đến cái ý xúc ở trong cái tâm, gọi là tâm chủ quan của chính mình, trong cái đời sống hàng ngày của mình cho đến cái lúc chết của mình cũng vậy đó. Thì nó có ba cái trường hợp hiện ra. Cái trường hợp thứ hai, ý xúc ở đây đó muốn nói đến là gì? Đó là nói đến cái ý xúc thuộc tâm khách quan. Tức là ở đây đó là khi mà nhãn thức của chúng ta tiếp xúc với trần cảnh, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức tiếp xúc đó, thì nó sẽ qua những cái tâm gì? Cái tâm tiếp thâu, tức là tiếp nhận lấy cái cảnh đó. Rồi cái tâm quan sát là cái tâm thẩm sát lại cái cảnh đó, xem xét lại cái cảnh đó. Rồi là cái tâm na cảnh, tức là một trong 11 cái tâm làm việc na cảnh. Đó là gì? Đó là 8 tâm đại quả cũng như là 3 tâm thẩm tấn. Nó là những cái tâm làm việc, nó là những cái tâm làm việc na cảnh. Na cảnh ở đây đó, tức là cái cảnh chót hay là mót, nó dư lại. Quý vị có thể thấy hình dung là một cái bình nước mà chúng ta chế đầy rồi nó tràn ra, thì cái tâm mót nó cũng giống như vậy đó, cái tâm na cảnh nó cũng giống như vậy, mà chỉ có cái cảnh tốt á, thì nó sẽ hiện ra, cái cảnh tốt nó sẽ hiện ra. Bởi vì cho nên là mình vui á, thì mình vui bồn chồn, mình vui một cách háo hức, mình vui một cách dội dã. Còn cái người mà hưởng cái cảnh mà tốt đó, cái cảnh đây là cảnh tốt đó, thì nó sẽ ra một cái gọi là hưởng cái cảnh mót hay là cảnh dư. Thì trong Di Diệu Pháp gọi đó là tada lambana, tức là gọi là na cảnh, gọi là na cảnh, tức là cảnh dư, cảnh dư. Thì những cái tâm này đó là nó tiếp xúc với cảnh thiện, nó tiếp xúc với những cái cảnh mà có thể nói đó là cái cảnh thiện cũng có. Thì ở đây đó là chỉ cho những cái tâm khách quan, do mắt thấy, do tai nghe, do mũi ngửi, do lưỡi nếm, do thân xúc chạm, cho nên nó mới sanh ra là hai cái tâm tiếp thu, ba cái tâm quan sát, và những cái tâm gọi chung đó là na cảnh, tức là 11 tâm làm việc na cảnh. Đó là như vậy. Thì xúc á, nó sẽ là làm duyên cho thọ. Khi mà căn cảnh tiếp xúc với nhau thì thọ sanh khởi. Thọ đó là gì? Là xin thưa quý vị, thọ ở đây đó là một trong những cái hưởng cảnh. Nó giống như cái hưởng cảnh, hưởng thụ lấy cảnh thôi. Nó là hưởng thụ lấy cảnh. Thí dụ như bây giờ một cái gì nó dung chứa vô, một cái ly nước mà đổ nước vô thì nó sẽ dung chứa cái nước ở trong cái ly đó. Thì cái thọ ở đây đó là nó có cái ý nghĩa là hưởng, sự hưởng, thưởng thức lấy cảnh, tức là nó thụ hưởng lấy cái điều đó. Do cái mắt chúng ta thấy, do tai chúng ta nghe, mũi chúng ta nếm, mũi chúng ta ngửi, lưỡi chúng ta nếm, thân chúng ta xúc chạm và ý chúng ta suy nghĩ, cho nên nó sẽ sinh ra cái cảm thọ mà nãy chúng tôi đã nói đó. Thọ trong kinh thì nói là ba thọ, thọ trong Di Diệu Pháp nói là năm thọ. Nhưng mà thọ gì đi nữa thì thọ đó là cái nhận lấy cái cảnh đó. Cho nên là khi mà chúng ta thấy rằng là mình thấy khả ái, khả lạc, khả hỷ, thì đó là tâm ái luyến mình sanh khởi. Cho nên ở trong cái kinh mà kinh Thập Thượng mà ngài Xá Lợi Phất ngài dạy đó là Asso Asavo Upada Niko Ayan Eko Thammo Parinyayo, xúc cảnh xúc cảnh lậu cảnh thủ là một pháp cần phải biến trì, tức là cần phải biết. Khi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý suy nghĩ thì mình cần phải biết rõ, thấy rõ như vậy. Thấy rõ ở đây đó là chúng ta biết rằng nếu chúng ta có căn không mà không có cảnh thì cũng không thành thấy, mà có cảnh mà không có căn cũng không có, mà có căn có cảnh mà không có thức thì cũng không thể hình thành được sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng, sự suy nghĩ của mình được. Không có. Vì vậy cho nên là khi mà mình thấy ở đây đó là khi mà xúc duyên cho thọ,
thì mình còn phải biết đó là xúc nó làm duyên cho thọ sanh khởi, và do chúng sanh phàm phu á, cho nên là có những cái pháp lậu hoặc nó sanh khởi. Lậu hoặc á, đây là pháp mà thường thường nói là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Dục lậu tức là chúng ta tham đắm ở trong, thứ nhất là chúng ta nói đến dục phiền não, tức là chỉ cho mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý, cho nên là cái phiền não tham ái nó sanh khởi từ đó. Dục lậu nó dựa vào đó nó sanh khởi, phiền não nó sanh khởi từ đó, nó sanh khởi. Cái chữ lậu mà ở đây gọi là chữ asawa, asawa có nghĩa là lậu à. Có nghĩa là gì? Đó là sự rỉ chải hay là sự tôm ướp ra thôi. Ví dụ như quý vị thấy rằng nó giống như cái trái chuối khô mà chúng ta phơi bắt đầu từ ở cái lúc còn tươi cho đến nó dốt dốt, rồi bắt đầu là nó khô khô từ từ lại, thì mật ở trong đó nó tươm ra. Thì cái lậu hoạt nó cũng giống như vậy đó. Cái lậu hoạt nó có cái ý nghĩa là rỉ chải tôm ướp, khi nó gặp cảnh tương ứng thì tự động nó sanh khởi lên thôi, tha mái nó sanh khởi lên thôi. Đó là như vậy. Cho nên ở đây đó là cái quan trọng là khi mà mình biết là khi mà có thọ thì sẽ là có xúc thì phải có thọ. Nhưng mà khi mà có thọ như vậy đó thì mình phải biết là cái cảm thọ giống như là một cái người tu của mình, cái người tu tập thiền quán cũng vậy. Về niệm thọ đó thì họ niệm cái cảm thọ là như vậy như vậy, chứ họ không phải phân biệt là cái cảm thọ này vui buồn hay là như thế này thế nọ để làm gì, hoặc là thích thú thì họ đắm tìm kiếm dính mắc ở trong, còn không thích thú, không hài lòng, không ưa thích thì họ chán ghét, họ bực bội, họ khó chịu, họ không hài lòng với những cái cảnh đó, thì cả hai cái trạng thái đó nó cũng đều là bất thiện á. Bởi vì thọ gì đi nữa thì trong kinh nói đó là thọ duyên cho ái mà, thọ gì đi nữa thì cũng là duyên cho ái. Cho nên cái thọ ở đây đó, Đức Phật ngài nói là thọ khổ cũng duyên cho ái, thọ lạc cũng duyên cho ái, và thọ xả cũng duyên cho ái. Bây giờ nè, chúng ta nói là thọ lạc duyên cho ái. Ví dụ bây giờ mắt mình nhìn mà cảnh sắc đó mà mình thấy nó khả ái, khả lạc, khả ý, khả hỷ gì đó, cho nên là mình thích thú nó, mình đi tìm kiếm nó, hoặc là mình ôm ấp lấy nó, mình giữ gìn lấy nó, mình không buông bỏ nó, mình không buông bỏ nó. Cho nên là bằng với cái cảnh nào mà mình đã tiếp xúc với cái cảnh đó rồi đó, thì thọ lạc ở đây đó là mình phải hiểu nó là chúng tôi đang nói ở trong kinh, chúng tôi nói đang nói ở trong kinh. Thọ lạc bao gồm là mắt mình thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, hoặc là tâm mình suy nghĩ luôn, cả thân và tâm luôn á. Thì ở đây đó, khi mà mình nói là khả ái, khả lạc, cảnh khả ái, khả lạc, khả hỷ, cho nên là tham ái nó sanh khởi từ đó. Tham ái sanh khởi từ đó. Mắt thấy cảnh sắc đẹp, tai nghe âm thanh hay, ai khen cũng thích, mà ai chê thì không hài lòng, rồi là nghe âm thanh du dương trầm bổng thì cũng thích, nhưng mà nghe âm thanh chát chúa quá thì cũng không hài lòng, không thích tố. Rồi mắt thấy gì đó, thấy cảnh sắc cũng vậy, khi mà mắt thấy cảnh sắc á thì quý vị thấy rằng nếu mà mình đừng giữ tướng, mình đừng giữ tướng chung tướng riêng trong đó, phân biệt cái này cái kia, để rồi thật phiền não nó sanh khởi lên cũng không nên. Rồi mũi chúng ta ngửi mùi cũng vậy, không có chỉ biết là ngửi mùi thôi, chứ chúng ta đừng có nên là phân biệt là cái mùi này nó như thế này, thích hay là không thích. Mặc dù là trong cái thế thường của chúng ta đó, là khi mà chúng ta tiếp xúc với cái mùi thơm á, thì cái gì thơm thì chúng ta thích ngửi, ngửi lâu cũng được, nhưng mà cái gì mà nó hôi chút á, thì chúng ta khó chịu. Thì cái người mà tu tập thiền quán đó, thì đặc biệt là niệm về cảm thọ đó, thì mình biết là cái mùi nó là như vậy, chúng ta cũng không phải phân biệt là không cần phải phân biệt là chán ghét
hay là ưa thích ở trong đó. Cho nên ở đây đó là mình giữ được cái đời sống chánh niệm của mình ở trong mọi cái cảm thọ, trong mọi cảm thọ. Và vì vậy cho nên là thọ thọ hỷ hay là thọ lạc đó, là duyên cho ái đó, thì cái điều đó nó rất là dễ hiểu. Là vì khi mà chúng ta nhận thấy rằng cái cảnh đó đó là cả ái, cả lạc, cả hỷ, thì chúng ta thích thú thôi. Rồi là thọ khổ cũng là duyên cho ái. Quý vị thấy rằng nhiều khi đó là mình, cuộc đời của mình đi qua biết bao nhiêu chặng đường cũng là thăng trầm. Có khi cũng thăng trầm, cũng có khi lên dôi xuống chó. Có khi thì mình cũng phải là đau đớn, rồi có khi mình sung sướng. Nó nhiều, nó qua những cái cảnh đời. Ai đã trải qua bấy bao nhiêu thời gian ấy, rồi từ từ xưa tới giờ ấy, mình cũng đã bao nhiêu cái sự sung sướng ấy, mình cũng đã hiểu rồi, đã biết rồi. Rồi bây giờ là qua bao nhiêu cái sự khổ thì mình cũng đã trải qua rồi. Nhưng mà rồi quý vị thấy rằng nhớ đến cái cảnh đó, ví dụ như trước đây quý vị đã qua từng qua cái cảnh khổ, rồi bây giờ quý vị an hưởng tuổi già rồi, mình nhớ lại cảnh đó, nhớ lại cái cảnh hồi xưa mình đã từng khổ vậy, rồi kể con cháu từ lúc mình lập nghiệp nha, kể lại cho con cháu hồi đó, mẹ về, cha về, ông về, bà vậy đó, anh chị vậy đó, làm vậy đó, khổ lắm, bây giờ là nó là sung sướng rồi. Thì á, khi mà mình kể là có con cháu á, mình nghĩ đến những điều đó thì nó vẫn là thọ khổ duyên cho ái. Tại vì mình nghĩ đến cảnh đó mà, cái cảnh mà trước đây nó đã khổ, mà bây giờ mình nghĩ đến cảnh đó thì nó vẫn tạo cho nên mình cái cảm xúc là tự hào, tự mãn cái gì đó đối với con cháu hay là bản thân của mình. Cho nên là khi mà mình nói là hồi trước đây mẹ hay là cha từng khổ vậy, anh chị từng khổ vậy, mà bây giờ sung sướng như vậy, thì mình đã trải qua biết bao nhiêu rồi. Cho nên nó trở thành cái niềm tự hào, thích thú của mình nghĩ đến những điều đó. Ví dụ như bây giờ nè, quý vị mà bị một cái vết thương đó, một ghẻ đó, mà mình bị mất vết thương một ghẻ, thì rõ ràng là nó đau rồi. Nó đau rồi. Mà khi mà nó gần lành đó, thì nó sẽ thành ngứa. Nó ngứa. Và khi chúng ta gãi thì nó đau. Nó đau nhưng mà nó đã ngứa, thì mình vẫn thích gãi. Không biết hồi trước ở đây quý vị có ai mà bị cái nước ăn chân không? Nước ăn chân, nếu mà mình dậm cái nước, cái chân của mình vô trong cái vùng nước mà nó dơ bẩn á, rồi nó bị rút vô trong cái chân á, thì nước ăn chân á, rồi cái chân của mình nó bị sưng lên, rồi nước ở trong á, nước dơ nó bám ở trong đó, rồi là nó sưng, nó ngứa chịu nổi luôn. Chúng tôi nhớ hồi nhỏ là nhiễu đèn cầy đấy, đèn cầy đốt lên là nhiễu, nó đã ngứa vô cùng, mà nó đau, nó nóng mà nó đau, nó rát, mà cũng phải ráng chịu. Rồi lấy cái kim nó lễ nó ra nước như vậy thì nó cảm thấy là đã ngứa, thì nó vừa ngứa mà vừa nhức, vừa đau, nhưng mà mình vẫn thấy thích, vẫn thấy thích để gãi hay là mình đốt nó để cho nó đã ngứa. Thì đó là những cái cảm thọ của mình thôi. Nhưng mà đó là thọ khổ, cũng là duyên cho ái. Cho nên trong cái suy nghĩ của mình nghĩ đến một cái điều gì đó mà trước đây mình đã từng khổ, ai đã từng khổ, rồi ai đã từng sung sướng, mình nghĩ đến những điều khổ, nó trở thành những cái trước đây của mình, nó trở thành niềm tự hào đối với chính bản thân của mình và tự hào đối với con cháu của mình, ví dụ vậy. Rồi nếu mà mình nghĩ cái cảnh đó là cái cảnh thích thì mình vẫn là ái nó sanh khởi, đó là thọ, thọ lạc duyên cho ái. Nhưng mà thọ khổ duyên cho ái đó là nhiều khi trong cái thân của mình đó, nó đau đớn như vậy, nhưng mà mình vẫn thích thú là mình gãi cho nó đã ngứa, mình hơ cho nó đã ngứa, rồi mình nghĩ đến những cái điều mà trước đây mà mình đã từng khổ đó, giờ mình nghĩ đến những điều đó thì mình cảm thấy như nó là đã là một cái niềm mà tự hào của chính mình hay hoặc là đối với con cháu mình. Cho nên là thọ khổ cũng là duyên cho ái.
Phật, con người phàm phu của mình nó dễ duyên cho ái lắm, dễ cho ái lắm. Khi có cảm thọ, nếu mà mình không có tu tập ngay cả cái lúc mà mắt mình thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, đó là như vậy, thì ở trong cái phần xúc á, duyên cho thọ, thì cái thọ khổ, thọ lạc cũng duyên cho ái. Nhưng mà cái thọ xả Phật dạy đó cũng là duyên cho ái nữa quý vị. Thấy không? Cũng duyên cho ái nữa. Tại sao thọ xả duyên cho ái? Cái mà thích thú chúng ta bám víu vào đó, dính mắc vào đó, thì đó là thọ lạc duyên cho ái đã đành. Rồi thọ khổ duyên cho ái, như chúng tôi đã kể khi nãy đó, là những điều mà mình nghĩ lại trước đây của mình nó đã từng khổ về tâm lý, khổ về xác thân, bây giờ nó trở thành cái niềm tự hào cho chính mình hay là bản thân người thân của mình, hay hoặc là khi mà mình bị cái mục ghẻ, cái thân thì đau đớn như vậy nhưng mà mình vẫn thích nó gãi cho nó đã ngứa, thì đó là một trong những cái thọ khổ dẫn duyên cho ái. Nhưng mà thọ xả Phật dạy cũng duyên cho ái nữa, dẫn duyên cho ái nữa là sao? Ở đây đó quý vị thấy rằng ít ra một cái đó, quý vị, một cái nè, một cái thì kéo nó lại, một cái thì dính mắt ôm ấp nó lại, đó là thọ lạc duyên cho ái, thấy không? Nhưng mà một cái thì xô đẩy ra, xô đẩy ra tức là thọ khổ duyên cho ái, thì chúng ta cũng không muốn chứng kiến những cái cảnh đó, hay là chúng ta nghĩ ngợi đến cái cảnh đó mà nó trở thành niềm tự hào của chính mình, thì đó là thọ khổ duyên cho ái. Nhưng mà cái thái độ mà chúng ta xô ra hoặc là chúng ta ôm nó kéo nó lại đó thì đều là duyên cho ái hết rồi. Bây giờ cái thái độ mà chúng ta dửng dưng với nó cũng là duyên cho ái, đó là thọ xả. Dửng dưng với nó ở đây đó là ít ra là mình chấp nhận nó đang có mặt. Thọ xả là trạng thái chấp nhận, nó không phản đối, không kéo nó, không ôm nó lại, kéo nó lại và cũng không đẩy nó ra. Mà đằng này mình chấp nhận nó, những cái gì thì nó diễn ra thì diễn ra như vậy. Thì cái thọ xả đó nó cũng là duyên cho ái. Cho nên ở trong cái người phàm phu của chúng ta đó, là nếu chúng ta không có tu tập ngay cả xúc thì sẽ là duyên cho thọ. Mà đối với một người phàm phu chúng ta không có tu tập, tức là tu tập về cái chánh niệm trong đời sống hàng ngày của mình, cái cảm thọ của mình, mình phải cần phải có cái sự nhìn nhận, thấy ở cái này là cảm thọ, nó là như vậy. Này nó thuộc về mắt thấy, cái này tai nghe, mũi ngửi, cái này nó là thân tâm, chúng ta biết là như vậy. Chứ chúng ta đừng có phân biệt là phân biệt nhân ngã bỉ thử, thích thú hay là chán ghét, thì lúc đó chúng ta sẽ sinh ra những cái phản ứng, sinh ra những cái phản ứng. Còn với một trong ba cái cảm thọ đó đó, thì quý vị thấy rằng thọ khổ Đức Phật cũng nói là duyên cho ái, thọ lạc thì Đức Phật cũng nói là duyên cho ái với một người phàm phu thường, và thọ phi khổ phi lạc tức là thọ xả đó cũng là duyên cho ái. Vì sao? Vì nó đang chấp nhận những gì đang diễn ra, chấp nhận nó đang có mặt vậy đó, thì đang diễn ra như vậy. Thì cái người mà tu tập chánh niệm tỉnh giác á, thì mình biết nó là như vậy, biết nó là như vậy trong mọi cái cảm thọ của mình, thì may ra đó là mình có ngăn chặn được. Vì vậy cho nên nãy chúng tôi nói ở trong kinh thập thượng mà ngài Xá Lợi Phất ngài dạy rằng phát so a vu so a wa so u ba da di cô a văn e cô tham mô ba ri nhê vô, xúc cảnh lậu cảnh thủ là một pháp cần phải biến tri, tức là mình phải biết như vậy thôi, chứ không phân biệt nhân ngã bỉ thử thích thú hay là chán ghét, để rồi từ đó ái nó sẽ sanh khởi. Cái quan trọng là như vậy. Cho nên trong cái đời sống hàng ngày của mình á, mình là thường xuyên những cái đó nó diễn ra, nó diễn ra do có xúc cho nên là thọ. Khi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và tâm mình suy nghĩ đến những điều đó, mà nãy chúng tôi nói là ý xúc á, nó bao gồm cả hai. Ý xúc nó bao gồm cả hai, chủ quan và khách quan. Thì chủ quan là những gì mà chúng tôi đã nói đó, là gì? Chủ quan tức là cái sở hữu xúc phối hợp ở trong những cái tâm hữu phần của chính mình, tâm hữu phần tức là tâm thái tục của chúng ta đó. Tâm thái tục là 19 tâm thái tục đó quý vị. 19 tâm thái tục đó là gì?
ba hai cái tâm quan sát, hai tâm quan, một tâm quan sát thọ xả quả bất thiện, một cái tâm quan sát thọ xả quả thiện, và tám cái tâm đại quả nó dẫn, và chín quả đáo đại, cộng chung tất cả là 19 tâm tái tục hay là tâm hữu phần. Bởi vì tái tục như thế nào thì tâm đó là tâm hữu phần luôn. Vì vậy cho nên là hả, tâm gì là tâm tái tục thì tâm đó là tâm hữu phần, và tâm nào là tâm hữu phần thì tâm đó là tâm tử. Cả ba ba cái giai đoạn đó cũng chỉ cho những cái tâm đó thôi. Chúng ta tái sanh bằng tâm nào thì cũng chính tâm đó nó làm duy trì cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta suy nghĩ điều này, chúng ta biết cái điều kia, chúng ta nhớ cái này, chúng ta biết cái nọ, thì cái tâm mà chúng ta tái tục đó nó làm cái nhiệm vụ là hữu phần, tức là duy trì cái kiếp sống của chúng ta để chúng ta tri giác đối với cảnh. Và cũng chính tâm đó diệt tâm tử, tức là kết thúc cái kiếp sống của chúng ta. Khi chúng ta nhắm mắt lìa đời, tâm thức của chúng ta không còn nữa, thì đó là kết thúc của cái kiếp sống. Tâm thức chúng ta không sanh khởi nữa, thì cái đó gọi là tâm tử. Tâm đó là tâm tử. Còn cái tâm khách quan ở đây là chỉ cho những cái tâm mà nó đến, tức là từ ở cái việc ý thức của chúng ta trong cái đời sống hàng ngày, nó là tâm tiếp thâu, tâm quan sát, tâm na cảnh, làm cho mắt của chúng ta thấy, tay chúng ta ngửi, mũi chúng ta lưỡi, chúng ta nếm, thân chúng ta xúc chạm, thì bắt với những cái cảnh mà do bên ngoài nó tác động, do bên ngoài tác động. Thì ở đây là hôm nay chúng ta học về hai cái chi xúc duyên cho thọ, xúc duyên cho thọ là một trong những cái ý nghĩa là như vậy. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ, sa thú lành thay, chúng con kính tri ân thượng tọa Pháp Tông đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ, cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân thượng tọa Pháp Tông. Và con kính thỉnh Đại Đức Tuệ Đức chúc phúc cho trong chúng con được trọn vẹn phước báo. Và kính nhân mít đến sư. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Con thành kính đảnh lễ thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin thay mặt chư tôn tăng để phúc chúc phúc báo đến toàn thể đạo tràng. Te Atalatha Sukhita Viruna Uttasa Sane Uttasa Sane Aroga Sukhita Hon Tassahasabbe Hinya Te Phi. Cầu mong cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hóa trong đường Phật đạo. Cầu mong cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người thân trong gia quyến cả thảy. Sithiya chanagatha sikthama tu sikthama tu sikthama tu idang phalang etasming ratanatayasming sambasadana cetaso. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành Tam Bảo cho